Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Dũng tiếp xúc cử tri phường Hòa Thuận Tây. Sau khi nghe báo cáo của tổ đại biểu về một số nội dung liên quan đến kỳ họp giữa năm, kết quả xử lý giải quyết các kiến nghị cử tri thời gian qua bởi tình hình phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố, cử tri phường Hòa Thuận Tây kiến nghị thành phố quan tâm hơn đến tình trạng mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, nguồn nước, tình trạng xuống cấp tại một số hệ thống thoát nước, ngập úng cục bộ, một số công trình phục vụ dân sinh chậm hoặc ngừng đưa vào sử dụng, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế hiện nay. Mỗi lần trời mưa lớn là cái đường Hoàng Hiền luôn luôn bị ngập nước và mực nước lên đội gối. Cho đó đề nghị ủy ban quận và phường thành phố nên có một hướng xử lý là nở các cống đường Hoàng Hiền vào cho thông thoát được ra đến của đường Nguyễn Hữu Thọ và hoặc là nâng con công trình của đường Mang Thiện lên một khoảng 30% nữa. Thành phố đã đầu tư rất nhiều tiền, có lẽ tôi cũng biết là cả trăm tỷ để xây dựng cái khu trung chuyển rác Lê Thành Nghị. Nhưng mà hiện nay khu đấy rất đẹp, đã khang trang và rất là đầu tư đầy đủ, nhưng mà hiện nay vẫn đóng cửa Lê Thành Nghị. Đề nghị thành phố cho biết tại sao, nguyên nhân gì khi triển khai cái công trình này thì đã họp dân Hòa Cường Nam rất nhiều, nhưng mà đến nay hoàn thành lại không đưa vào sử dụng. Cảm ơn những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của cử tri. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là các ngành mũi nhọn, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, qua đó làm cơ sở để tháo gỡ những bất cập, hạn chế trong các mặt lĩnh vực, góp phần ổn định đời sống người dân, mục tiêu là giữ vững tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh. Hiện nay là thành phố rất tích cực phối hợp với các ban bộ ngành trung ương, đặc biệt là trình Bộ Chính trị để cho chủ trương về tháo gỡ những khó khăn trong đất đai của thành phố Đà Nẵng. Qua các kết luận mà có những cái kết luận là cách đây mấy năm rồi, bây giờ chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị thì chúng ta sẽ tháo gỡ hàng loạt các khó khăn đó, thì sẽ khơi thông nguồn lực. Và hiện nay thì thành phố rất quan tâm vào ba cái nội dung, đó là công tác quy hoạch, công tác đất đai và công tác đầu tư. Và đây cái chủ đề của năm 2023 là năm tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng và an sinh xã hội. Với kiến nghị của cử tri trên từng lĩnh vực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các sở ngành có giải pháp cụ thể, phối hợp với địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm liên quan đến dân sinh, tránh để tồn đọng kéo dài.